mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa mọi người? Âm thanh, ánh sáng, ok nha. Anh vô cho rộng chỗ cái coi. Chỗ người ta quay phim mà. Ê, pin còn không? Còn anh. Cho hết pin rồi ra là tốn thời gian lắm đó. Ê, mấy đứa. Dẹp chỗ đó ra. Chỗ đó diễn viên nữ chính sáng nữa đi đó. Bật cấp xong rồi em. Nhanh nhanh lên. Sắp tới giờ đó. Anh ơi, anh là đạo diễn hả? Tôi là người chịu trách nhiệm nội dung. Anh ơi, anh làm ơn, anh lui vô trong hậu cung giùm đi. Ở đây hết nhiệm vụ của anh rồi. Làm thấy ớn à, còn hơn đạo diễn nữa. Tôi còn một nhiệm vụ quan trọng lắm nha. Chị ở đó mà coi thường tôi đi. Vậy ra anh là đại diện nhà đầu tư hả? Xin lỗi, nãy giờ em có hơi lố. Anh đừng trách em nha. Chị ơi, nhà đầu tư tới rồi. Vậy anh là... Tôi là ba nữ diễn viên chính. Trời ơi, đi vô trong giùm tôi đi. Ở đây hết nhiệm vụ của anh rồi. Động quá à. Chuyện hai đối diện đi, hai đối diện đi. Lòng anh luôn tự hỏi em có yêu anh không. Anh bấy lâu yêu em trong âm thầm lặng lẽ. Thời gian trôi. Ê, ông đi đâu vậy? Ủa thì tôi thấy trong kịch bản nó có là nét nhạc du dương. Sẵn tôi hát cái bài tôi luôn. Hay trời lắm. Trời, cái đó là làm hậu kỳ. Trời đất ơi, ông đứng đó là ông làm phiền đó. Ông đi xe ra giùm đi. Ông làm gì ông Lâm? Thì đứng nhìn thôi chứ đâu. Trời ơi, ông đứng nhìn thì ông đứng đây ông nhìn được rồi. Ông vô chổng sớ rớ làm chi để bị chửi. Thiệt tình. Dạ, bị chửi xíu cũng được. Nhưng mà thấy con gái tôi vui vẻ vậy tôi cũng mừng. Ơi, rồi vậy đứng đây nhìn là được rồi. Đừng vô chổng, bị chửi nữa cho coi. Thôi đứng đây nhìn mặt ông tôi mệt quá. Tôi đi khác sướng thôi. Đi đâu đi đi. Sớ rớ chổng mà bị chửi nữa cho coi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.